So we're just going to get started with today's program. And today's first speaker is Dr. Nguyen. And he's going to talk about how to be healthy. Trên ngày hôm nay chúng tôi xin trình bày một số những cái điểm căn bản. Thì trước hết chúng ta xin nói về cái vấn đề dinh dưỡng hay ăn uống. Thì cái định nghĩa của nó là dinh dưỡng là cách dùng những cái chất bổ ở trong thức ăn để mà nuôi cái cơ thể của mình. Đó là cái vấn đề chính. Cơ thể của mình muốn tăng trưởng, muốn lớn thì cần phải có những cái gì để mà nuôi dưỡng nó lên. Nó nuôi dưỡng có cách nào? Nuôi dưỡng là bằng cách là sử dụng những cái loại thực phẩm, những cái thức ăn khác nhau để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là trong cái vấn đề mà ăn uống như vậy thì nó cũng diễn biến từng giai đoạn một, bắt đầu từ ở đâu và tận cùng từ ở đâu. Thì trong cái hình sau đây, trước hết thì mình phải nói rằng thì là khi mà ăn uống thì mình phải tiếp nhận cái món ăn đó vào, có bảo không? Chứ không phải đưa nó vào miệng. Giờ nó từ miệng, giờ nó đi một cái diễn tiến nó như thế nào, theo đúng một cái đường lối, một cái hành trình nó như thế nào, từ đâu nó xuống tới đâu. Khi chúng ta tiếp nhận vào rồi thì chúng ta phải bắt đầu có cái sự tiêu hóa, tức là làm thế nào để cho cái miếng thịt bò, để cho cái quả trứng, để cho cái ké cháo nó trở thành ra cái chất dinh dưỡng để mà nuôi cơ thể. Là tại vì là nuôi cơ thể bằng cách nào, nó phải đi vào những cái tế bào của cơ thể, thì không thể nào miếng thịt bò mà chui vào cái tế bào được. Nó phải chuyển sang những cái thành phần nhỏ hơn, thí dụ như miếng thịt bò nó phải chuyển thành ra những cái axit amin nhỏ xíu, rồi những cái chất béo nó cũng phải chuyển sang những cái lipid nhỏ xíu, để rồi nó mới đưa vào trong tế bào. Đó là cái sự mà tiêu hóa xong rồi phải hấp thụ, sau khi làm thành phần nhỏ xíu như này rồi, bây giờ làm thế nào để đi vào trong cái tế bào, thì là cái sự hấp thụ, tức là mang từ ngoài vào trong tế bào, rồi dùng những chất dinh dưỡng để mà nuôi cơ thể, để mà tăng trưởng, để mà tu bổ, để vào phía cơ thể của chúng ta, rồi sau đó thì nó được đào thải ra ngoài. Thì nó sẽ đi theo cái hành trình bắt đầu từ trên miệng xuống thực quản, rồi xuống cái dạ dày của chúng ta, rồi nó xuống cái ruột non để tiêu hóa thêm và được hấp thụ trở lại, tức là các chất dinh dưỡng ở trong thức ăn của chúng ta nó sẽ được cái ruột non hấp thụ, nó mang vào đó để cho nó đưa vào những dòng máu để đi nuôi cơ thể. Rồi sau đó thì những cái chất bã thì nó sẽ theo những cái ruột già để nó đi ra ngoài. Thế thì theo cái đi học thì bắt đầu từ ở trên miệng một miếng thịt bò vào trong miệng, mà cho tới cuối cùng chất bã nó ra vào một hồi thì nó khoảng từ 20-22 giờ đồng hồ, một diễn biến nó đi như vậy trong khoảng thời gian 18-20 giờ đồng hồ tùy theo các loại thức ăn. Rau trái cây thì nó nhanh hơn, nó tiêu hóa nhanh hơn, nó đào thải ra ngoài nhanh hơn, và những món như thịt chất béo nó chậm hơn một chút xíu. Thì trong cái vấn đề thực phẩm đó thì các cụ ta theo kinh nghiệm cũng đã nhận xét rằng thì trong thực phẩm nó cũng có những cái loại mà coi như là thuốc hay là những cái dược phẩm mà nó có thể điều chỉnh, nó có thể hỗ trợ hay là nó có thể làm giảm thiểu một số những cái dấu hiệu của bệnh tật của chúng ta. Vì thế cho nên cụ Hải Thường bạn yêu có nói rằng nên dùng các thứ thức ăn thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn đó, tức là dùng cái thức ăn để bổ dưỡng của mình hơn là dùng những loại thuốc khác nhau. Tất nhiên là khi chúng ta bị bệnh thì phải chữa bệnh bằng thuốc. Thế nhưng mà trong trường hợp bình thường ở các người khỏe mạnh, mà nếu chúng ta đầy đủ cái chất dinh dưỡng thì tất cả những chất dinh dưỡng đó nó tạo cho cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh rồi, thành ra cũng không cần phải đến những cái chất bổ dưỡng hay là thuốc bổ của chúng ta uống thêm vào. Thì đó cũng là một cái lợi điểm của những cái thực phẩm. Hoặc là ông Hippocrates là thánh tổ của nền y khoa học Tây phương thì có nói rằng là để phòng tránh và điều trị một số bệnh, ta chỉ cần ăn theo một chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn theo một chế độ dinh dưỡng hợp lý và sống thuận theo cái tự nhiên của tạo hóa. Nếu mà chúng ta sống theo một cái nhịp độ tự nhiên của hành hóa, các cụ ta cũng nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Bây giờ từ đó sau đó khi lớn lên vào trong xã hội có những ảnh hưởng này ảnh khác, thành ra cái con người nó thay đổi ra, nó mới xấu, nó mới có những cái mà nó không được hợp lý, nó mới xảy ra thành
cách tự nhiên dinh dưỡng hợp lý và sẽ thuận theo cái lẽ tự nhiên của nó. Và cũng có câu nói rằng thì ăn ra sao thì là vậy. Tất nhiên là nếu mình ăn nhiều thì mình thành mập, thì tương lai sẽ ăn nhiều sẽ thành mập. Mà ăn ít thì tất nhiên sẽ thành ra trở gầy yếu. Thành ra ăn ra sao thì nó là vậy. Đây là cái điểm mà chúng tôi xin là bà con nhớ trong là cái thực phẩm với lại cái chất dinh dưỡng là hai cái mình cần phải nhớ. Thực phẩm ví dụ như thịt cá rau trái đậu là thực phẩm, tức là những cái món ăn, và những cái chất dinh dưỡng là những cái chất nó nằm ở trong cái thực phẩm đó. Cái chất dinh dưỡng là chất nó nằm ở trong cái thực phẩm đó, và những cái chất dinh dưỡng đó chính là những cái vật liệu để mà nó cấu tạo cơ thể. Cái chất dinh dưỡng là những chất mà nó tạo ra những cái năng lượng để chúng ta làm việc, và đồng thời cái chất dinh dưỡng nó cũng tạo ra chất để mà gọi là tu sửa những cái hư hao ở trong cơ thể của chúng ta. Thành ra cần phân biệt hai cái là thực phẩm là một, và thứ hai là chất dinh dưỡng. Thí dụ như thịt cá như chúng tôi vừa nói là những cái thực phẩm, còn chất dinh dưỡng là những cái chất năng nằm ở trong đó. Thế mà cái năng lượng là để cho chúng ta có cái sức để chúng ta làm việc, tức là thực phẩm nó cho ra những cái năng lượng để chúng ta làm việc. Trong cái vấn đề ăn uống thì nó có mấy điểm chúng ta để ý. Nên nếu mà chúng ta ăn vào thí dụ như là 2000 calorie mà chúng ta tiêu dùng đúng 2000 thì cái cơ thể chúng ta nó không có mập quá, nó không gầy quá, tức là ăn bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Nếu trong cái trường hợp mà chúng ta ăn quá nhiều, ăn hơn 2500 calorie mà chúng ta chỉ tiêu dùng có 2000 mà thôi, thì tất nhiên là cái phần calorie nó còn lại đó nó sẽ tích trữ ở trong cơ thể của chúng ta và nó đưa tới cái trường hợp mập phì. Ăn vào có 2000 calorie mà làm việc nhiều quá, công việc nó đòi hỏi tới 2500 calorie, thì tất nhiên là trong trường hợp đó chúng ta sẽ gầy, chúng ta sẽ yếu và chúng ta thiếu cái dinh dưỡng. Thường thường đó thì cái nước nó chứa từ 50-60% cơ thể của chúng ta, thành ra cái nước nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể. Vì thế cho nên chúng ta thường nói và nghe rằng thì là chúng ta phải sử dụng tới 2 lít hoặc là 2 lít ống nước ở thể này, thành ra nó tới 60% ở trong cơ thể của chúng ta. Cái chất béo thì là 15-20%, và ở người nữ thì thường thường chất béo nhiều hơn là người nam, tức là cái mỡ ở người nữ nó nhiều hơn. Và cái chất đạm thì ở người nam nhiều hơn là chất béo ở người nữ, là tại vì người nam có 16%, trong khi đó ở bên nữ thì có 14%, thành ra bên người nam bắp thịt to hơn, nó nhiều chất thiện hơn. Đây là một cái mô hình của một cái sự dinh dưỡng lành mạnh, trong đó trái cây nhiều, rau, hạt và đạm và sữa. Đạm thì là bao giờ thường thường người ta cũng nói là ăn ít hơn. Nó sẽ có một cái mô hình để chúng mình nhìn theo đó, cái hình này. Chất đạm hay là protein là những chất mà có ở trong thịt cá cũng như ở trong một số những cái loại rau hay là các loại hạt mà chúng ta sử dụng. Nhưng mà cái chất đạm thì nó có nhiều hơn ở trong thịt và cá. Thế thì tất nhiên trong thịt và cá thì cái thành phần chất đạm cũng như chất béo nó khác nhau. Chúng tôi sẽ có cái mô hình để trình bày cho quý vị. Ví dụ như là trong trường hợp thường thường thì chúng ta cứ nói ăn bao nhiêu chất đạm thì vừa, thì người ta tính ra thì một người chừng độ 50-57 kg ăn chừng độ 46 g chất đạm một ngày. Thế nên nếu mà tính ra cái phần ăn phần thịt đó thì người ta tính ra chỉ chừng độ bằng một cái củ khoai tây, thịt bằng củ khoai tây hoặc lòng bằng trong một ngày là đủ rồi, chứ không cần gì phải nhiều quá, tức là bằng cái lòng bàn tay. Ngay ở trong sữa thì nó cũng có rất nhiều chất đạm, là khái niệm từ một ly sữa thì nó có tới 9 g chất đạm ở trong đó. Thành ra cái sữa cũng là một cái món thực phẩm mà nó cung cấp cái chất đạm đầy đủ cho cơ thể của chúng ta để chúng ta có thể dùng được. Thế ngoài ra những cái loại hạt, ví dụ như là đậu phộng hoặc là các loại hạt, ví dụ như hành nhân vân vân hay là ốc chó, thì trong đó nó cũng có nhiều chất đạm.
chúng ta có một cái điểm khác biệt thế này, là cái chất đạm ở trong những loại rau và trái cây thì chất đạm ở trong đó nó không có cái cholesterol, đó là cái điểm thứ nhất chúng ta cần phải nhớ. Đó. Cái điểm thứ hai là những cái chất đạm đó là những cái chất đạm nó dễ tiêu hóa hơn là những cái chất đạm ở trong thịt bò hoặc là thịt gà, là tại vì trong thịt bò, thịt gà, thịt đường thường để có thêm cái thành phần mỡ ở trong đó. Thế mà cái mỡ khi vào cái dạ dày thì thường thường sự tiêu hóa của nó chậm hơn. Thế đồng thời những cái chất ở trong chất béo ở trong những cái thịt gà, thịt bò thì nó có nhiều cái loại mà gọi là bão hòa, tức là nó có thể làm cho cái thành động mạch của mình nó cứng, nó co lại và tạo thành làm tắc nghẽn cái thành động mạch của chúng ta. Là nhờ đó một cái điểm nữa của chúng ta cũng cần phải lưu ý là chứa những cái chất đạm của thịt gà, thịt heo so với những chất đạm của loại rau, trái cây, các loại hạt và đậu thì là chất đạm ở trong những loại đậu thì nó lành hơn và nó dễ tiêu hóa hơn. 30 gram cá nó có 12 gram chất đạm, 12 gram chất béo và trong đó chỉ có 2 chất không tốt. Đó, tức là so với một miếng thịt bò thì nó có 27 gram chất béo với lại 10 chất không tốt. Thành ra ở trong cái cá thì thường thường người ta khuyên một tuần lễ mình ăn từ 2 lần cá một tuần. Lý do là làm sao? Là tại vì chất đạm thứ nhất của nó dễ tiêu, thứ hai là trong cái cá của nó có nhiều các loại chất béo và nó có thể làm giảm những chất béo xấu, ví dụ như là cholesterol, ví dụ như là LDL, và đồng thời nó có thể làm tăng cái béo tốt của cái HDL. Đó. Thì cái cholesterol là ta nhớ cho rằng chúng nó có ba loại, thứ nhất là cholesterol bình thường tổng số và thứ hai là HDL và LDL. Thế cái thằng cholesterol nó cần thiết cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà nếu nó quá cao thì nó có thể làm tắc nghẽn cái động mạch của chúng ta và sau đó có thể đưa đến tai biến động mạch não hoặc là những cái điều động mà họ làm tắc. Thì trong khi đó thì chất béo ở trong cái loại cá thì nó lại có thêm cái omega 3. Và chắc là bà con thường thường đa số ở đây có thể là cũng dùng cái omega 3 rồi các bạn. Chắc là cũng có nhiều người sử dụng. Thì cái omega 3 nó cũng là cái loại chất béo tốt và nó có tác dụng làm hạ cái cholesterol của chúng ta, đồng thời nó cũng có thể làm hạ cái LDL, tức là cái cholesterol xấu ở trong cơ thể của chúng ta. Thế bây giờ nếu mà một người cần khoảng chừng độ 35 gram chất đạm thì một ngày có thể sử dụng 2 thìa bơ đậu phộng, tức là cái peanut butter đó. Thì trong đó nó cũng có đến 7 gram chất đạm rồi, các bạn thấy không? Hoặc là một ly sữa nó đã có 8 gram chất đạm ở trong đó, hoặc là 30 gram pho mát, tức là một miếng như vậy thì nó cũng có tới 7 gram chất đạm ở trong đó. Thịt gà ngực, tức là cái phần mà nó không có chất béo thì ở trong đó nó cũng tới 10 gram. Chúng ta broccoli nó cũng có tới 2 gram chất đạm. Thì cái đấy là một cái khẩu phần mà chúng ta có thể sử dụng để mà có 35 gram chất đạm trong cái ngày đó. Thành ra với một cái khẩu phần giản dị như vậy là chúng ta cũng đã có một số lượng chất đạm khá đầy đủ cho cơ thể của chúng ta trong một ngày. Thế ngoài ra thì chúng ta cũng để ý rằng nếu chúng ta sử dụng quá nhiều chất đạm, tất nhiên là bất cứ một thứ gì mà chúng ta sử dụng quá nhiều thì bao giờ nó cũng mang cái mùi xấu cho cơ thể của chúng ta. Trong khi đó nếu chúng ta ăn nhiều thịt quá thì nó sẽ lại đưa tới cái trường hợp bệnh loãng xương, nó có thể đưa tới cái trường hợp sỏi thận, sạn thận ở trong đó, rồi nó cũng có thể đưa tới trường hợp cao huyết áp hoặc là những bệnh tim mạch. Cái lý do chính là trong những thức ăn như vậy nó có nhiều cholesterol. Cái thịt bò mà chúng ta lấy thì nó có vân đó chính là những cái chất béo nó nằm trong đó. Thành ra khi ăn chúng ta nên nạc lại nó ra để bỏ những cái chất béo nó đi. Cá, thịt, sữa là những món ăn có nhiều chất đạm và tương đối nó lành. Những cái loại hạt là những cái loại thức ăn chúng ta có thể sử dụng thường xuyên được, có thể sử dụng thường xuyên được. Nói đến cái phần thứ hai, tức là phần tinh bột và đường, thì bà con nhớ cho rằng cái đường trắng mà chúng ta sử dụng đó, thì nó chỉ cho calorie mà thôi, chứ nó không cho một chút xíu cái chất dinh dưỡng nào trong đó tất cả. Mà khi mà nó cho calorie nhiều đó thì nó chỉ làm tăng cái vấn đề mà chất béo trong cơ thể của chúng ta, là tại vì cơ thể chúng ta cần năng lượng để làm việc. Thế khi mà chúng ta ăn cái đường vào nhiều
thì cái đường nó cho cái calorie đó để làm việc. Tức là những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào nó sẽ tích tụ và nó sẽ thành chất béo, và chất béo nó sẽ tạo cái tình hình bụng và cái bầu cung chúng ta và làm được chất tăng béo. Thành ra cái đường là cái chất mà chúng ta cần phải hạn chế, mặc dù rằng là chúng ta biết đường là cần thiết cho cơ thể, tại vì đường nó cho nhiều năng lượng. Thứ nhất là đường là thức ăn chính của những cái tế bào não bộ của chúng ta. Nói về cái chất đạm, chất carbohydrate, tức là loại cơm gạo đó, thì kinh nghiệm của các chúng ta đã hướng dẫn chúng ta là cơm ba bát, áo ba manh, là bánh không sợ, rét không kinh. Thế là chỉ chừng 3 bát cơm là đủ rồi, vừa cái là kinh nghiệm của các chúng ta. Và bây giờ chính y học Tây Phương đó, người ta cũng hướng dẫn, người ta cũng khuyên rằng để cái carbohydrate là cơm gạo là cái thành phần chính. Trong số những cái loại tinh bột hay là chất carbohydrate đó, thì thường thường nó có một điểm chúng ta cần phải để ý. Thứ nhất là lựa những cái thực phẩm chưa chế biến, tức là cái nó còn nguyên, tức là mới, mà ví dụ như là một hạt gạo mà chúng ta sản xuất ra đó, mà nếu chúng ta mà làm cho nó cháy quá thì nó mất cái phần cám ở xung quanh cái hạt gạo đó. Tại cái đó, trong cái cám nó có rất nhiều chất bổ dưỡng, có nhiều chất xơ và có nhiều cái chất béo, nó có lợi cơ thể của chúng ta. Thành ra càng ít chế biến càng tốt. Như là rau trái cây cũng vậy, thì chúng ta nên ăn nguyên trái, là tại vì trong cái nguyên trái đó thì nó có thêm cái chất xơ ở trong đó, và cái chất xơ có nhiều cái tác dụng tốt cho cơ thể của chúng ta. Những cái hạt nguyên vẹn nó cũng thay thế cho cái hạt nghiền nát, là tại vì chúng ta nghiền vụn nó ra rồi đó, thì cái sự tiêu hóa ở trong cái dạ dày của chúng ta nó mau, và nó sẽ làm sang, nó chuyển sang cái máu nó nhanh hơn, và nó có thể làm cái đường trong máu của chúng ta nó tăng lên rất cao, nó dễ dàng, nó tăng nhanh hơn. Thành ra ăn là cái nguyên hạt và ăn tươi. Và cái vấn đề gạo đỏ với gạo trắng là cái điểm mà chúng ta cũng cần phải nhớ. Gạo đỏ tức là cái gạo nước, như vừa chúng tôi vừa trình bày, thì trong đó cái cám, cái vỏ bên ngoài nó còn, mà trong cái vỏ đó thì nó có nhiều cái chất dinh dưỡng ở trong đó, các loại sinh tố là B, rồi là có những cái chất xơ nằm trong đó. Thành ra gạo nước hay là gạo đỏ nó có những cái lợi điểm này như vậy. Về chất xơ đó thì người ta khuyên rằng là mình sử dụng chừng độ 20-30g một ngày, 20-30g một ngày. Thế thì ở cái điểm này thì chúng tôi xin nhắc rằng thì là khi chúng ta sử dụng chất xơ thì chúng ta phải sử dụng nhiều nước, tức là phải uống thêm nước vào, là tại vì cái chất xơ nó hút cái nước, hút cái nước ở trong cái dạ dày, trong cái chuồng của chúng ta. Cái này thì chúng ta phải sử dụng thêm nhiều cái nước, uống nhiều nước. Trong cái trường hợp đó thì mình đi cầu đi đại tiện tương đối dễ dàng hơn, là tại vì là cái chất xơ nó không được tiêu hóa, cái nước nó cũng phải trong đó cũng nó làm cái phần của mình nó trở nên mềm, nó dễ dàng hơn. Cái chất béo á, thì tất nhiên là nó cần cho cơ thể của chúng ta, và bây giờ đó, thì chúng ta cũng có e ngại để chúng ta thiếu chất béo, là tại vì rằng là những thực phẩm của chúng ta là thị trường, nhất là những cái nhà hàng thì bao giờ chất béo nó cũng dư thừa tất cả. Thì cái vấn đề chính là làm thế nào để chúng ta cố gắng giới hạn cái vấn đề chất béo đó. Thì cái chất béo đó người ta tính rằng thì là nhu cầu khoảng từ đầu 30% tổng số năng lượng hàng ngày là đầy đủ rồi, chứ không cần phải nhiều hơn, thì từ 30% là đủ rồi. Vai trò của chất béo ở trong cơ thể, cái vai trò thứ nhất của chúng ta cần để ý là nó chuyên trở những cái loại sinh tố. Chúng ta biết rằng có hai loại sinh tố, một loại sinh tố tan trong nước và một loại sinh tố tan trong dầu mỡ. Thì cái A, D, E và K là những cái loại sinh tố nó tan trong dầu mỡ. Cái thành ra chất béo nó chuyên trở những thứ đó. Thứ hai, chất béo là sử dụng để mà sản xuất những hormone, rồi tạo ra năng lượng, rồi duy trì cái làn da lành mạnh của chúng ta và bảo vệ các bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Và nó tạo ra một cái hương vị thơm đặc biệt cho cái món ăn của chúng ta. Vì thế cho nên khi chiên chán thì thường thường chúng ta sẽ thấy món ăn hấp dẫn hơn, nó có vẻ hấp dẫn hơn là khi mà chúng ta luộc, hoặc là chúng ta nấu một cách khác mà không có cái dầu, cái chất béo. Và vì thế cái hamburger hay những french fry thì thường chúng ta có thể ăn và nó chất hơn, hấp dẫn hơn, và tại vì cái chất béo nó tạo ra một cái hương vị đặc biệt. Nhu cầu khoảng chừng độ 20 chất béo động vật khoảng từ 22g, và từ thực vật, tức là những loại dầu, dầu ô liu, dầu canola vân vân, là những cái thứ đó.
tươi tốt để chúng ta có thể dùng để mà thay thế cho những cái chất béo động vật chúng ta cần phải kiêng ăn. Ăn nhiều chất béo động vật quá thì có thể đưa tới những trường hợp một loại là bệnh tim mạch, tắc nghẽn động mạch, hoặc là trong trường hợp của bệnh béo phì. Những cái thực phẩm có nhiều chất béo, ví dụ như là hamburger, pizza là những thứ có rất nhiều. Rồi trong những cái loại bánh nướng, kẹo, khoai chiên có rất nhiều chất béo. Cái nước cũng là một cái loại dinh dưỡng, và như chúng tôi đã trình bày đó là chúng ta cần khoảng từ độ cơ thể có khoảng từ 60% chất nặng trong cơ thể và là nước. Và trong đó thì cái nước nó có vai trò quan trọng trong hầu hết các bộ phận của chúng ta. Ở cái điểm này thì chúng tôi xin nhấn mạnh là có những cái lời khuyên là một ngày chúng ta phải uống từ độ 8 ly nước. Nhưng mà xin nhớ rằng thì là cái số nước đó là bao gồm cả những cái nước ở trong trái cây mà chúng ta sử dụng, cũng như là cái nước ở trong canh mà chúng ta sử dụng, chứ không bắt buộc là phải là toàn bộ nước lá, tức là phải bao gồm cả cái đó, tức là 8 ly hoặc là 2 lít một ngày thì bao gồm cả những cái nước ở trong những món canh hoặc là trong những cái loại trái cây mà chúng ta sử dụng, đặc biệt ví dụ dưa hấu cũng có rất nhiều nước ở trong đó, hay là những cái loại rau như rau cải hay celery thì trong đó nó có rất nhiều nước ở trong đó. Thế thành ra nói chung 2 lít một ngày tức là bao gồm cả cái nước mà chúng ta uống cộng thêm với lại những cái nước nó nằm ở trong trái cây hoặc ở trong món canh món súp chúng ta sử dụng. Còn là ở người lớn tuổi thường thường là thiếu nước. Cái lý do tại sao là tại vì cái cảm giác khát của người lớn tuổi nó kém với cái cảm giác khát ở người thanh niên và người trẻ tuổi. Và người trẻ tuổi mạnh hơn, thành cái hơi khát một cái thì nó đã báo động rồi. Khát là cái gì? Khát tức là cái trường hợp nó báo động rằng cơ thể của mình nó bị khô, bị thiếu nước, uống nước. Thế trong khi đó ở người cao tuổi thì cái cảm giác khát đó nó tới chậm hơn, thành ra nhiều khi cái nước ở trong cơ thể của mình nó thiếu nhiều rồi. Và bây giờ người cao tuổi thì biết, thành ra ở tình trạng người cao tuổi là cái trường hợp mình bị khô nước nó xảy ra khá nhiều. Vì thế cho nên các nhà chuyên môn người ta đề nghị là luôn luôn có một cái chai nước ở bên cạnh mình. Nên tiêu thụ 8 ly mỗi ngày, để trong đó bao gồm cái nước lã và nước ở trong cái món ăn súp hoặc là rau trái cây. Vitamin thì có một cái điểm về vitamin thì chúng tôi thưa thế này là vitamin nó cần cho cơ thể, nhưng mà cái số lượng mà cái vitamin ở trong cơ thể chúng ta có cần dưới hết sức là nhỏ chứ nó không có nhiều lắm. Thái ví dụ như là nếu mà bà con uống một ngày một cái viên gần 1 gram nhiều cũng là đủ rồi. Đi các bác sĩ thì các bác sĩ cũng ít khi họ đi qua cho mình mua vitamin đủ cả, là tại vì họ assume, họ cho rằng là nếu mà chúng ta ăn uống một cách đầy đủ các cái loại dinh dưỡng, các thức ăn khác nhau thì ở trong đó nó đã có đầy đủ tất cả các vitamin, tất cả các khoáng chất ở trong đó rồi. Thành ra một người thanh niên thì không cần những cái đó nếu mà họ ăn uống một cách đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thế tuy nhiên ở người cao tuổi thì người ta cũng không có một cái nhắn nhủ riêng, là tại vì nhiều khi quý vị cho nên ăn làm sao cho qua bữa cho nó no bụng thôi, chứ cũng không để ý rằng là trong đó chất dinh dưỡng nó như thế nào. Thế là những người ta đề nghị đối với người cao niên thì nên sử dụng các loại vitamin. Mà các vitamin đó thì bà con nhớ cho thầy là loại nào nó cũng giống nhau với tất cả, nó biến chế không trong phòng thí nghiệm thì nó cũng chỉ là hóa chất mà thôi. Thế những cái vitamin mà nó bán với cái giá cao thì nó có thể nó thêm một vài cái chất khác vào đó, nhưng mà cái vấn đề nó giá cao là tại vì là nó phải chế biến rồi nó trình bày rồi nó quảng cáo, thành ra cái giá nó đắt. Còn cái one a day thì nó tương đối thì nó rẻ hơn, nó cũng được quảng cáo nhiều, thành ra cái giá trị của nó cũng tương đương với nhau. Cái mineral khoáng chất calcium là cái quan hệ nhất của chúng ta cần để ý, đặc biệt là đối với những người cao niên, là tại vì thường thường đối với tuổi cao đó thì cái vấn đề ăn uống mà đặc biệt là các bà nó nhiều khi cũng thiếu cái calcium, không ăn những thực phẩm có calcium. Thế này là đối với người cao tuổi, đặc biệt là các bà, thì có một cái rủi ro nhiều hơn cả cái bệnh loãng xương. Lý do chính là có cái calcium thiếu. Cái này trong trường hợp đó các bà cũng nên sử dụng calcium. Và đặc biệt cái calcium thì mình nên uống cho làm một ngày 2 lần uống vào bữa ăn, là để cho cái calcium nó được hấp thụ một cách dễ dàng. Thế này cái calcium nên chia ra một ngày 2 lần
thường thường họ liên toa là 1.600mg một lần trong một ngày, thường thường 1.200mg. Bên Mỹ cũng là các quốc gia hiện thời bây giờ người ta áp dụng cái tháp thực phẩm food pyramid, thì trong đó thì bà con thấy rằng thì là cái phần ở bên dưới, cái phần ở dưới cùng này là các mặt hàng thì thường thường người ta cho sử dụng nhiều hơn cả, rồi đến rau đậu thì là tương đối nó cũng còn cao, nhưng mà cái thịt cá thì nó giới hạn, nó nằm ở bên trên, nó nằm bên trên tức là nó giới hạn đấy. Và đặc biệt ở trên đầu tiên là những chất béo, chất muối, chất đường là những cái chất mà người ta đề nghị hạn chế dùng một cách hết sức là giới hạn, là tại vì những cái chất đó nhiều nhiều nó không có, tất nhiên nó cần cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta dùng quá nhiều thì nó gây ra những cái rủi ro cho sức khỏe của chúng ta. Thành ra nếu mà mình áp dụng theo đúng cái tháp thực phẩm như vậy đó thì cái sự ăn uống của mình tương đối là nó dễ dàng hơn. Đây là cái tháp thực phẩm mới người ta phổ biến cách đây khoảng từ hơn 10 năm. Thì trong đó cái bên phía bên tay trái là cái hình của một người và đang hoạt động cơ thể, tức là người ta gồm cả cái sự vận động cơ thể cùng với lại cái sự ăn uống thức ăn, bao gồm cả có ăn uống dinh dưỡng, nhưng mà đồng thời cũng cần có cái sự vận động cơ thể ở trong đó, thành ra họ thêm cái hình vận động cơ thể ở trong đó. Đặc biệt là đối với sự tỉnh Cao Nguyên thì người ta cho thêm cái cờ đuôi nheo ở bên trên, thì quý vị thấy ở trong đó người ta nhắc nhở là cần phải sử dụng thêm calcium và vitamin đó. Cái tháp dinh dưỡng này là dành riêng cho những người cao tuổi, thành ra sử dụng thêm calcium và vitamin, và đặc biệt là ở dưới đáy thì người ta đặt thêm một cái nước nằm ở dưới này để nhắc nhở quý vị, tại vì nhiều khi quý vị cao niên cũng hơi lơ là, hơi quên một chút xíu, thì đây là cái tháp dinh dưỡng dành cho người cao tuổi, thêm cái vitamin. Và bây giờ trở lại cái vấn đề ăn uống như thế nào thì nó có một số những cái điểm căn bản, và những cái điểm này thì tôi xin bà con ghi nhớ một cho. Thứ nhất là vừa đủ, nó vừa đủ, là không quá nhiều quá ít một cái thực phẩm nào, tức là vừa đủ mà thôi. Là tại vì nếu chúng ta ăn quá nhiều thì chúng ta sẽ trở thành mập, chúng ta quá ít thì tất nhiên thì nó sẽ thiếu cái dinh dưỡng. Thế vì thế cho nên một câu nói thường thường các cụ ta vẫn nói là ăn 3 phần đói 7 phần no, 3 phần đói 7 phần no, tức là ăn vừa đủ, ăn nó còn hơi ngon ngon cái bụng một chút xíu thì chúng ta còn thưởng thức được cái món ăn. Còn nếu mà món ăn nào đó mà chúng ta ăn vào ăn lấy để ăn cho nó đẫy vào thì tất nhiên là chúng ta ngán, vì sao chúng ta sẽ không muốn ăn món ăn nữa, mà nó lại thành ra không cần thiết cho cơ thể. Cái thứ nhất, cái nguyên tắc thứ nhất là vừa đủ. Cái thứ hai là đa dạng. Đa dạng tức là nhiều loại thực phẩm khác nhau. Đây là cái nguyên tắc chúng ta cần phải nhớ, là tại vì mỗi một loại thực phẩm nó có những chất dinh dưỡng riêng mà loại thực phẩm kia không có. Chúng tôi lấy ví dụ trong thịt có nhiều chất đạm, nhưng mà nó lại không có chất xơ của rau trái cây. Thế thành ra mà trong khi đó sữa thì nó có calcium, nhưng mà nó lại thiếu cái ví dụ như vitamin B12. Thế thành ra nếu mà muốn đủ cái vitamin B12 thì chúng ta phải sử dụng sữa bắp cộng thêm cái thịt bò, và tại vì trong thịt bò nó có B12. Thế thành ra đa dạng tức là nhiều loại thực phẩm khác nhau. Cái lý do tại sao là tại vì mỗi một loại thực phẩm nó có những chất dinh dưỡng riêng của nó, cũng như là những có một số những thực phẩm có sinh tố A nhiều mà lại không có sinh tố C. Thế thành ra muốn có đủ cả sinh tố A và sinh tố C thì chúng ta phải sử dụng nhiều cái loại thực phẩm khác nhau, đa dạng và nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nó gọi là thứ ba, tức là cân bằng. Đó, cân bằng tức là những cái chất về cơm gạo mì vân vân là thường thường là cao hơn từ 50-60%, và chất đạm khoảng từ 15-20%. Chất đạm tức là thịt đó, thịt cá vân vân. Và thứ ba là chất béo 30-35%. Thành ra một cái khẩu phần nó chia ra như vậy, cái đó là để cân bằng, cân bằng giữa các chất khác nhau, chất nào nhiều, cái món ăn nào nhiều, món ăn nào ít, thì nó cân bằng. Ba nguyên tắc chính là vừa làm thế nào để có một cái chế độ dinh dưỡng đúng
thì nó có 7 điều chúng ta cần nhớ. Thứ nhất là nhiều loại thực phẩm khác nhau, cái đó chúng ta nhắc rồi là gian giảm. Thứ hai là giữ cái sức nặng cơ thể trung bình, sức nặng cơ thể trung bình. Lát hơn chúng tôi sẽ nói cái vấn đề sức nặng cơ thể trung bình ấy. Và thứ ba là giới hạn những chất béo. Tất nhiên là chất béo nó cần thiết cho cơ thể chúng ta lắm, nhưng mà mình sử dụng nó cái mức nào nó bao nhiêu là trong cái phương thức của người ta gọi là cân bằng, nó phải chất béo từ 15-20-30% chứ đừng cho nên nhiều quá. Những cái vấn đề là nằm ở chỗ đó. Và nhiều rau và trái cây của các bạn hàng chất đạm tốt, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai không có cholesterol. Điểm thứ ba chất béo của nó không gây ra những tác nhân cân bằng. Thành ra nhiều rau trái cây là vẫn giới hạn đường, là tại vì đường chỉ cho calorie mà thôi, mà không cho chất dinh dưỡng. Đường chỉ cho calorie mà không cho chất dinh dưỡng. Muối ăn vừa phải, ăn mặn hay ăn nhạt nó là cái thói quen của mỗi người, chứ không phải là cái nhu cầu của cơ thể. Một người quen ăn mặn thì càng ngày càng ăn mặn thêm lên, còn một người ăn bình thường ăn nhạt thì họ cứ giữ cái mức độ đó, chứ cơ thể của mình không cần đến cái chất mặn nhiều như vậy. Rượu vừa phải, vừa phải giống như các cụ từ ngày xưa, nhiều khi uống chili hoặc là những cái hạt mít nhỏ là vừa phải cũng uống để mà có thể tạo ra một cái khẩu vị mà thôi. Chứ còn bây giờ thì nhiều khi uống một cách gọi là rô nó quá nhiều, thành ra rượu nó cũng chỉ cho calorie mà nó không cho cái chất dinh dưỡng nào cả, nó sẽ tạo thành là xấu cho cơ thể, cái não của chúng ta, đặc biệt là cái gan của chúng ta. Và cái sự dinh dưỡng nó cũng phải là cái sự hành xác có thể kiêng, là tại vì bà con thấy rằng là ở quảng cáo có những cái chế trình dinh dưỡng chỉ ăn chất béo không, chỉ ăn thịt không, chỉ ăn rau trái không, thì thực tình ra là như vậy đó. Thì mình thiếu cái chất dinh dưỡng là một, và thứ hai tự nhiên mình phải ép sát của mình vào trong một cái khuôn của nó. Ở trong cái đó, nếu chúng ta cứ ăn tự nhiên giống như các cụ chúng ta ngày xưa, nó là một chuyện mạnh mẽ hơn, thành ra nó không cần phải là cái món gọi là hành xác. Nó là một sự lựa chọn khôn khéo, hợp lý và thực tế. Đó, cái chính là khôn khéo, hợp lý và thực tế, là vừa đúng với cái nhu cầu của cơ thể của chúng ta. Ở người cao tuổi thì có cái điểm này chúng tôi xin thưa là có nhiều người ăn vào những cái bữa chính thì cảm thấy không muốn ăn. Thành ra vì thế cho nên xin đề nghị là chia ra làm nhiều, cùng cái khẩu phần ăn đó mà chúng ta có thể chia ra làm nhiều phần ăn nhỏ khác nhau. Cái ví dụ như là buổi trưa ăn một cái phần nhỏ chứ thế nào, rồi đến 3 giờ, rồi 6 giờ, rồi 9 giờ, thì mình có thể chia ra làm nhiều cái bữa ăn nhỏ khác nhau. Kết luận là muốn cho người ta đầu tiên là bữa ăn mấy miếng thì thèm bữa đâu, đấy là điều này không tăng lâu của ăn đâu. Chết thì buổi thường cũng nhiều, mà ngờ đâu lại có người nghèo chết no. Người nghèo chết non, cái lý do là tại vì có những junk food. Ăn nhiều những junk food đó thì nó chỉ có calorie và chất dinh dưỡng, nó không có nhiều. Điểm thứ nhất và điểm thứ hai, những cái junk food thường thường nó cũng hấp dẫn, nó tạo những khẩu vị ăn nó ngon hơn, nó hấp dẫn hơn. Nếu chẳng uống một đi Coca-Cola vào mà không kiểu nó cho nhiều calorie lắm. Ăn 3 phần đói, 7 phần no, đó là cái điểm chúng ta cũng nên nhớ. Thực vô cầu và ấp vân, hôm nay chắc là bà con nhớ nhất chúng tôi cũng xin nhắc lại. Ví dụ như là người ta nói rằng ăn lắm thì vừa hết muốn ngon, mà nói lắm thì hết lời khôn hóa rồi. Hoặc là ăn có nhai, nói có nghĩ. Nhai là bước đầu tiên của sự tiêu hóa. Chúng ta nhai những cái món ăn nó tạo ra một cái hương ngọt trong miệng chúng ta, cái vị ngon trong miệng chúng ta, nhưng đồng thời nó cũng là cái bước đầu tiên để làm cho cái sự tiêu hóa của cái dạ dày dễ dàng. Và tại vì nhai kỹ thì xuống cái dạ dày nó cũng lại tiêu hóa, nó bóp lại nó dễ dàng hơn. Thì sau đó khi mà những cái phần tử hay những thức ăn mà chúng ta ăn vào nó nhỏ, nó nhuyễn nó xuống cái ruột già, xuống cái ruột non, thì nó cũng hấp thụ mau hơn. Chúng ta cá và phần lấy các bạn có thể sử dụng 2 lần là cá. Thế còn cái trứng thì ở đây thì chúng tôi xin thưa là không cần phải giữ hạn nhiều, một tuần lễ chúng ta có thể sử dụng 4 cái trứng. Và tại cái cholesterol ở trong đó nó có cao nhưng mà nó không cao lắm. Chưa ăn nhiều trái cây, rau và trái cây.
bình thường là khoảng trung độ 24 trở xuống thì là bình thường, nếu mà 25 trở lên thì là mập. Và đó là cái hình của cái chỉ số mà để quay xem là mình mập hay là mình béo, cái tên thì đó là một cái hình thức để coi mập hay là béo. Dưới 25 là bình thường và từ 25 tới 29 thì là 3 tí, rồi trên 30 thì nó từ béo phì. Cái hình này đó là cái hình mà người ta mô tả giữa người nam và người nữ, cái sự mập phì giữa người nam và người nữ khác nhau. Thì ở người nữ thì cái sự mà gọi là ở người nam thì giống như là quả cả táo nó phình lên cái uống nhiều kia, còn người nữ thì cái vùng mông nó sẽ lây, tức là sự mập phì của người nữ nó vùng hông là nhiều. Mà nó giống như thế này, cái người ta nó rất là vùng à. Đây là cái mà chúng tôi cũng muốn nhắc nhở bà con là cái food label, tức là cái nhãn hiệu thực phẩm. Và trên cái nhãn hiệu thực phẩm đó thì nó ghi rõ tất cả các thành phần của cái món ăn, nó gồm có những chất gì trong đó, đặc biệt là chất béo là bao nhiêu, chất muối là bao nhiêu, chất đạm là bao nhiêu, đường là bao nhiêu. Thành ra khi mà chúng ta đi mua thực phẩm thì chúng ta nên để ý tới cái phút lê lên, tức là cái nhãn hiệu thực phẩm đọc nó. Mình mất một phút đồng hồ mình đọc thôi, nhưng mà trong đó nó cung cấp cho mình rất nhiều những cái tin tức quan hệ để mà một người cần phải gọi là tiết chế ăn uống nó như thế nào. Thì cái phút lê lên là một cái điều. Và đó là cái phần trình bày của chúng tôi. Nếu mà bà con có những thắc mắc gì thì bà con có thể nêu ra về vấn đề dinh dưỡng hoặc là vấn đề sức khỏe. We'll be right back.